Mến chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Toàn cảnh Thế Giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Lần tranh đỏ của Hoa Kỳ, Washington có thể tấn công quân đội Bắc Hàn nếu tham chiến tại Ukraine. Ông Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tin báo Hạ viện Hoa Kỳ, Đảng Cộng hòa, bang Ohio, vừa tuyên bố Hoa Kỳ cần xem xét khả năng hành động quân sự trực tiếp nếu quân đội Bắc Hàn tham chiến chống lại Ukraine. Theo tờ The Hill, ông Turner nhấn mạnh, chính quyền Biden-Harris phải tuyên bố rõ ràng rằng việc quân đội Bắc Hàn tham gia xung đột này là ranh giới đỏ đối với Hoa Kỳ. Nếu quân đội Bắc Hàn xâm nhập lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, Hoa Kỳ phải nghiêm túc cân nhắc phương án hành động quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Bắc Hàn. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết, trong hai tuần đầu tháng 10, Bắc Hàn đã điều động ít nhất 3.000 quân nhân đến Nga bằng đường biển từ vùng Wonsan đến hải cảng Vladivostok. Các binh sĩ này hiện đang được huấn luyện chiến đấu cơ bản tại ba cơ sở quân sự ở miền đông nước Nga. Ông Kirby bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng các binh sĩ này tham chiến cùng quân đội Nga, đồng thời nhấn mạnh điều này cho thấy Moscow ngày càng tuyệt vọng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ông cảnh báo, nếu họ thực sự tham chiến chống Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội Ukraine, và quân đội Ukraine sẽ phòng thủ chống lại binh sĩ Bắc Hàn như họ đã và đang làm với quân Nga. Ngày 18 tháng 10, Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn, Nis tiết lộ Bình Nhưỡng đã điều nhóm quân nhân đầu tiên đến Vladivostok để huấn luyện. Tổng cộng, Bắc Hàn dự định gửi bốn lữ đoàn với khoảng 12.000 quân tham chiến chống Ukraine. Theo NIS, các đơn vị đặc nhiệm và phi công Bắc Hàn cũng có thể được điều động ra chiến trường để điều khiển máy bay chiến đấu Su-25 và MiG-29 của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã xác nhận sự hiện diện của quân đội Bắc Hàn trên lãnh thổ Nga Mặc dù Washington chưa xác định được mục đích chính xác của việc điều quân này, nhưng việc Moscow phải nhờ cậy vào Bắc Hàn và Iran cho thấy vị thế của Nga trong cuộc chiến đang suy yếu, ông Austin nhấn mạnh. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình hình của Putin có thể tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người. Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày 25 tháng 10 của tờ Saigon Post. Thưa quý vị, theo báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, hàng trăm đặc nhiệm tinh nhuệ Triều Tiên đã được ghi nhận xuất hiện tại các căn cứ quân sự của Nga ở Viễn Đông. Đây được xem là một phần trong lực lượng từ 10.000 đến 12.000 quân sẽ sớm tham chiến chống lại quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk. cả NIS nice và Washington đều xác nhận Kim Jong-un đã điều động 3.000 quân nhân đến Nga. Những binh sĩ này hiện đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự của Nga được trang bị quân phục của Nga và được cấp giấy tờ giả, trong đó họ được ngụy trang là người Buryat và Yakut. Theo tờ Financial Times, mặc dù Moscow thường xuyên thu hút những người từ các quốc gia nghèo như Cuba, Nepal, Yemen, Sri Lanka và Ấn Độ tham chiến cho thế giới Nga, nhưng binh sĩ Bắc Hàn sẽ là đơn vị quân đội chính quy nước ngoài đầu tiên tham chiến bên phía Nga. Nguồn tin cho biết, họ sẽ được điều động để hỗ trợ các đơn vị Nga đang nỗ lực đẩy lui quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk trong 3 tháng qua. Đáng chú ý, đây không phải là những binh sĩ thông thường, mà là quân nhân thuộc đơn vị tinh nhuệ của đệ thập nhất quân đoàn, còn được gọi là đoàn quân xung kích. Ông Go chuyên gia cao cấp tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Seoul, nhận định, đây không phải là những binh sĩ Bắc hàng bình thường, vốn thiếu huấn luyện chiến đấu. Họ là lực lượng bộ binh nhẹ cơ động được trang bị và huấn luyện bài bản. Theo các huấn luyện viên Nga, binh sĩ Bắc Hàn có tính chất và tinh thần chiến đấu xuất sắc, tuy nhiên lại thiếu kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Chuyên gia cô cho biết, Kim Jong-un luôn mong muốn gửi quân đến Ukraine nhằm tăng đòn bẩy với Moscow và đổi lấy công nghệ quân sự. Tình báo quân đội Anh ước tính Nga đang chịu tổn thất nặng nề với 30.000 đến 38.000 thương vong mỗi tháng tại chiến trường phía đông Ukraine. Con số này tương đương hoặc thậm chí cao hơn số lượng binh sĩ mới được tuyển mộ, bất chấp mức lương và đãi ngộ không ngừng tăng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin tình báo phương Tây, Putin vẫn từ chối yêu cầu tổng động viên mới từ giới chỉ huy quân sự. Ông Kirilo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, cho biết binh sĩ Bắc Hàn được huấn luyện tư tưởng mạnh mẽ, khác với phần lớn quân Nga thiếu động lực chiến đấu và chấp nhận vai trò bìa đỡ đạn. Theo ông Budanov, khoảng 2.600 binh sĩ Bắc Hàn sẽ được điều động đến tỉnh Kursk vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, theo ông Thomas Graham, cựu cố vấn về Nga dưới thời tổng thống George W. Bush, số lượng này quá nhỏ để tạo ảnh hưởng đáng kể đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Ông cho rằng Bình Nhưỡng có thể chỉ muốn cho binh sĩ của họ trải nghiệm điều kiện chiến đấu thực tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố một số đơn vị quân đội Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk đã bị phong tỏa và bao vây. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Brics ở Kazan, ông Putin cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây và quân đội Nga đã bắt đầu tiêu diệt nhóm này. Theo Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại. Ông cũng nhấn mạnh quân đội Nga tiếp tục tiến lên trên toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine. Hiện phía Ukraine chưa chính thức bình luận về những tuyên bố này. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đưa ra những biện minh cho cuộc chiến chống Ukraine. Ông cho rằng, trước khi bắt đầu cuộc xâm lược, Nga không bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ hơn nhiều. Putin cáo buộc khi Nga đề xuất cải thiện quan hệ, các nước phương Tây luôn tìm cách đặt Nga vào vị trí của họ. Theo ông, điều này cuối cùng sẽ khiến Nga trở thành quốc gia hạng hai, chỉ đóng vai trò cung cấp nguyên liệu thô và mất phần lớn chủ quyền. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8. Theo Tổng tư lệnh Alexander Sisky, trong tuần đầu tiên chiến sự, họ đã chiếm được khoảng 100 khu dân cư và kiểm soát 1.300 km vuông lãnh thổ. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW ước tính vùng kiểm soát của quân đội Ukraine khoảng 1.160 km vuông. Trong tháng 9 và tháng 10, quân đội Nga đã phản công. Đến giữa tháng 10, theo dự án phân tích Deep State của Ukraine, quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát không quá 660 km vuông. Trong khi khoảng 360 km vuông nằm trong vùng xám, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đã tạo được vùng đệm trên lãnh thổ Kursk và đây là một trong những mục tiêu chiến lược của cuộc tấn công. Trong khi Ukraine tấn công Kursk, Moscow và Kyiv đã đàm phán về việc ngừng tấn công lẫn nhau vào cơ sở năng lượng, có thể là bước đầu tiên tiến tới thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, sau khi Ukraine quyết định tấn công lãnh thổ Nga, Điện Kremlin đã từ chối đàm phán tiếp. Phó tỉnh trưởng Kursk Sergei Starodubsev cho biết thiệt hại do cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine lên tới hơn 31 tỷ Mỹ Kim. Vượt quá ngân sách hàng năm của tỉnh là 24,3 tỷ Mỹ Kim. Nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp không thể thu hoạch trên 160 hectare, dẫn đến giảm sản lượng ngũ cốc, cây có dầu và củ cải đường ngành chăn nuôi cũng bị thiệt hại nặng tới 26.000 gia súc bị chết, ảnh hưởng đến sản xuất sữa và thịt. Tình hình căng thẳng đang leo thang tại thành phố Korokin, vùng Chelyabinsk của Nga, khi đám đông người dân địa phương tấn công khu phố của cộng đồng người Roma, Gypsy. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tối thứ Năm cho thấy người biểu tình tức giận đã tụ tập đông đảo, phá hoại nhà cửa, đập vỡ cửa kính và đốt xe cộ của cư dân Roma sinh sống tại đây. Truyền thông Nga đưa tin, trong lúc bạo loạn diễn ra, có tiếng súng nổ từ phía biệt thự của một thành viên trong cộng đồng Roma. Hậu quả là hai người bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Omon cùng các đơn vị an ninh đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để giải tán đám đông và thiết lập phòng tỏa một phần lối vào thành phố, trước tình hình bạo lực leo thang, nhiều gia đình Roma đã khẩn cấp di tản khỏi Khoderkin. Theo người dân thành phố Emselinsk lân cận, các gia đình này với nhiều trẻ em đang tìm đến đây để lánh nạn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trên các diễn đàn mạng xã hội địa phương đã xuất hiện những lời kêu gọi ngăn chặn làn sóng di cư của người Roma và Emselinsk nguồn cơn của cuộc bạo loạn bắt nguồn từ vụ án mạng của một nữ tài xế taxi 40 tuổi, người đã nhận chở khách từ khu vực của cộng đồng Roma trước khi bị sát hại. Ủy ban điều tra nhà cho biết đã bắt giữ được hai nghi phạm bị truy nã, trong đó một người được xác định không liên quan đến vụ án, còn người còn lại đang trong quá trình chuẩn bị bị buộc tội. Đáng chú ý, căng thẳng giữa người dân địa phương và cộng đồng Roma không phải là mới vào tháng 7, người Roma đã từng bị cáo buộc cướp bóc tại các khu định cư giáp Ukraine, bị bỏ hoang do xung đột quân sự. Vụ việc tại Khodorkin một lần nữa làm dấy lên lo ngại về xung đột sắc tộc tại Nga. Trong động thái mới nhất của mình, Israel đã quyết định hoãn cuộc tấn công Iran sau khi thông tin quân sự quan trọng bị rò rỉ từ Hoa Kỳ vào tuần trước. Theo tài liệu được công bố trên kênh Telegram Middle-Earth Spectator, vào ngày 18 tháng 10, Israel dự định tấn công Iran bằng hai loại hỏa tiễn là Golden Horizon và Rocks. Rocks là loại hỏa tiễn không đối đất tầm xa có thể phóng từ phi cơ chiến đấu F-16 hoặc F-35, trong khi Golden Horizon là hỏa tiễn đạn đạo với tầm bắn khoảng 1.900 km. Một nguồn tin từ cơ quan tình báo Israel tiết lộ, vụ rò rỉ đã buộc họ phải điều chỉnh nhiều chiến lược và thành phần của kế hoạch Hiện quân đội phòng vệ Israel IDF đang xây dựng phương án tấn công thay thế. Việc rò rỉ tài liệu của Mỹ đã trì hoãn cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược. Sẽ có câu trả lời, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định. Một nguồn tin tình báo Israel nói. Mặc dù tài liệu rò rỉ không đề cập đến các mục tiêu cụ thể, nhưng Hoa Kỳ đã cảnh báo Israel không nên tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân hoặc công nghiệp dầu mỏ của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết với Washington rằng đòn đáp trả sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC và các đơn vị trực thuộc. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đang điều tra vụ rò rỉ. Ngũ giác đài đã bác bỏ thông tin cho rằng nhân viên gốc Iran Ariane Tabatabai đang làm việc tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là nghi phạm chính. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Anthony Blinken Ông Netanyahu nhấn mạnh vụ Hezbollah tấn công nơi ở của ông là vấn đề nghiêm trọng không thể bỏ qua và kêu gọi tăng cường hợp tác Mỹ-Israel chống Iran. Chúng tôi ủng hộ Israel và sẽ luôn ủng hộ quyền tự vệ của họ. Điều rất quan trọng là Israel phải phản ứng theo cách ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và không có nguy cơ xung đột lan rộng, Blinken nói. Căng thẳng leo thang sau khi Iran phóng hơn 200 hỏa tiễn vào Israel tối ngày 1 tháng 10 được cho là đòn trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và thiếu tướng IRGC Abbas Niforusan trong cuộc không kích của Israel vào Beirut. Tehran cũng đe dọa sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu của Israel và cảnh báo các nước vùng vịnh nếu họ hỗ trợ Tel Aviv không kích Iran. Tuy nhiên, sau đó, Iran đã thông qua một nước thứ ba báo với Hoa Kỳ rằng họ sẽ không đáp trả nếu Israel chỉ tấn công một số mục tiêu nhất định. Thưa quý vị, nhiều chiến sĩ Israel sau hơn 200 ngày phục vụ trong lực lượng dự bị và vừa trải qua các chiến dịch tại Liban đã chia sẻ những câu chuyện chiến trường của họ với quân đội phòng vệ Israel IDF. Nổi bật trong số đó là các binh sĩ thuộc lữ đoàn Sgioni đơn vị vừa hoàn thành được xâm nhập đầu tiên vào Liban và hiện đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Tại căn cứ huấn luyện Eliyakim, các binh sĩ dự bị đang tích cực tập luyện để sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. Thượng sĩ dự bị Andrew cho biết, chúng tôi thực hành chiến đấu trong rừng rậm và khu bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt chú trọng vào việc phát hiện chất nổ và di chuyển giữa các địa điểm. Hoạt động trước đó của đơn vị tại Liban kéo dài 5 ngày, tập trung vào việc xác định các bệ phóng hỏa tiễn và phá hủy vũ khí của đối phương. Andrew chia sẻ câu chuyện đáng nhớ khi anh đang nghỉ dưỡng tại Thái Lan cùng bạn bè thì nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Sau một thời gian dài phục vụ tích cực ở miền Bắc Israel, ngay sau khi nghe tin về chiến dịch mặt đất tại liban đang được chuẩn bị anh và các bạn đã lập tức bay về nước sau chuyến bay dài với điểm dừng tại dubai tôi hạ cánh xuống israel và ngay lập tức đến điểm tập kết đồng đội gọi từ xe buýt báo đã chuẩn bị sẵn túi đồ cho tôi chỉ trong vài giờ sau khi hội quân chúng tôi đã có mặt tại liban andrew kể anh cũng mô tả những khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc chiến đấu vào một đêm khi chúng tôi đang ở vị trí phòng thủ trong bóng tối hoàn toàn đột nhiên đài phát thanh thông báo có hỏa tiện bắn đi chúng tôi nghe thấy tiếng phóng liên tiếp về phía israel các vụ đánh chặn lóe sáng xung quanh nhiều pháo hoa rồi đột ngột cảnh báo trên đài ngừng lại và bài hát remember november vang lên sự kiện kết thúc và trong một khoảnh khắc mọi thứ trở nên hoàn toàn phi thực như một cảnh trong phim một nhân vật đặc biệt khác là thượng nghị sĩ dự bị AV 60 tuổi, một người ông và là chiến sĩ cao tuổi nhất trong lữ đoàn với vai trò xạ thủ súng máy kỳ cựu. Đây là cuộc chiến thứ ba của tôi ở miền Bắc. Tôi đã tham gia cả chiến tranh Li Băng lần 1 và lần 2, nhưng những điểm tương đồng rất ít. Ông chia sẻ, kinh nghiệm dày dặn là điều khiến tôi khác biệt với các đứa trẻ ở đây. Tôi đã nhập ngũ từ tháng 8 năm 1984. Chúng tôi có mặt ở đây để tiếp thêm sự tự tin và hỗ trợ cho họ. Avi và đồng đội đã chiến đấu cùng nhau suốt 30 năm qua. Tình cảm của họ vượt xa khuôn khổ quân đội thông thường. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, đi du lịch cùng nhau, tham dự các sự kiện và lễ kỷ niệm như một gia đình lớn. Chúng tôi hiểu nhau từ trong ra ngoài, thậm chí biết không nên ngủ gần ai vì tiếng ngáy của họ có thể đánh thức cả Beirut. Ông hài hước kể lại cuộc chiến xâm lược kéo dài với Ukraine, thay vì mang lại chiến thắng chớp nhoáng như dự kiến, đã buộc Nga phải tổn động viên và chịu thổn thất lên tới 600.000 người, khiến niềm tin của xã hội vào lực lượng vũ trang bị lung lay đáng kể. Theo cuộc thăm dò mới nhất của trung tâm Levada, một tổ chức nghiên cứu độc lập của Nga, tính đến tháng 10 năm 2024, tỷ lệ người Nga tin tưởng vào quân đội đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự Cụ thể, chỉ còn 69% người Nga bày tỏ niềm tin vào quân đội, giảm 8 điểm phần trăm so với thời điểm khởi đầu chiến dịch. Mức độ tín nhiệm cao nhất đối với quân đội được ghi nhận vào tháng 8 năm 2022 với 77% số người được hỏi. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, con số này đã giảm xuống 72% và tiếp tục sụt giảm thêm 3 điểm phần trăm. Theo số liệu của Levada, quân đội là định chế nhà nước và cưỡng chế duy nhất bị mất đi sự tin tưởng của người dân trong thời gian diễn ra chiến sự. Ngược lại, mức độ tín nhiệm đối với chính phủ tăng từ 55 lên 57%, chính quyền địa phương từ 43 lên 48%, Duma quốc gia từ 42 lên 47%, cảnh sát từ 41 lên 48% và viện kiểm sát từ 38 lên 43%. Giám đốc trung tâm Levada, ông Denis Volkov, nhận định sự sụt giảm đáng kể nhất về niềm tin vào quân đội diễn ra giữa năm 2022, 2023, có lẽ những lời chỉ trích của Jeff Prigozhin đối với Bộ Quốc phòng, cáo buộc tham nhũng và có thể cả việc rút lui vào cuối năm 2022 đã đóng vai trò quan trọng, ông Von Kopf phỏng đoán. Tuy nhiên, quân đội vẫn đứng thứ hai về mức độ tín nhiệm, chỉ sau tổng thống 80% và sự sụt giảm trong năm qua được đánh giá là không đáng kể. Theo nhà xã hội học này, việc lực lượng Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk khiến Moscow mất kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ. Nếu có tác động tiêu cực thì cũng không nhiều. Nhìn chung, mức độ tin tưởng trong xã hội Nga vẫn ở mức thấp. Chỉ 17% người tham gia khảo sát cho rằng có thể tin tưởng người xung quanh, trong khi đại đa số 82% cho rằng cần phải thận trọng khi đối xử với mọi người. Mức độ tin tưởng giữa người với người ở Nga thấp hơn đáng kể so với các nước phương Tây. Theo khảo sát của Pew, tại Canada có 71% người tin tưởng đa số những người xung quanh, ở Mỹ là 58%, Hà Lan 74%, Thụy Điển 71%, Anh 67% và Đức 59%. Trong số các nước châu Âu, Italy có mức độ tin tưởng lẫn nhau thấp nhất là 43%. Trung bình tại 14 nước phát triển, mức độ tin tưởng trong xã hội cao gấp 3,6 lần so với Nga đạt 62% chính quyền Nga đang chuẩn bị tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ nhằm bổ sung ngân sách liên bang, trong bối cảnh chi tiêu quân sự dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới trong năm tới. Trong phiên họp hôm thứ Tư, Hạ viện Nga, Duma Quốc gia đã thông qua dự luật tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng lên 14% và dầu diesel lên 16%, cao gấp 3 lần so với mức tăng 4,7% được quy định trong bộ luật thuế hiện hành. Theo các điều khoản sửa đổi đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống nhất của Duma, kể từ năm 2025, ngân sách sẽ thu 17.088 rup cho mỗi tấn xăng và 12.120 rup cho mỗi tấn dầu diesel, tăng lần lượt 2.040 và 1.695 rup so với năm hiện tại. Dự kiến, nguồn cung xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa Nga trong năm 2025 sẽ đạt lần lượt 38,5 triệu tấn và 54,2 triệu tấn, với mức tăng thuế được phê duyệt, chính phủ sẽ thu thêm 170,4 tỷ rúp, trong đó 116,6 tỷ rúp đến từ việc tăng thuế vượt kế hoạch. xét đến việc thuế tiêu thụ đặc biệt được tính vào giá nhiên liệu trước khi tính thuế giá trị gia tăng VAT, ngân sách sẽ thu thêm 23 tỷ rúp từ VAT. hãng tin Reuters ước tính kết quả là giá xăng tại thị trường nga với một nửa giá thành là thuế sẽ tăng 1,8 rúp mỗi lít giá dầu diesel dự kiến sẽ tăng 1,7 rúp mỗi lít. Tổng cộng, theo các sửa đổi trong bộ luật thuế, ngân sách Nga dự kiến thu 1.315 tỷ rúp từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ trong năm tới. Khoảng 1 phần 3 số tiền này sẽ về ngân khố liên bang, nơi cứ 3 rúp thì có 1 rúp được dự kiến chi cho quân đội và mua sắm vũ khí. Nhà kinh tế Yevgeny Nadoshin của PF Capital nhận định, chưa bao giờ ngân sách lại tập trung thu lợi tài khóa từ mọi nguồn có thể như thời gian gần đây. Ngoài việc tăng thuế nhiên liệu, chính quyền còn triển khai cải cách thuế lớn nhất trong nhiều thập niên, bao gồm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân theo bậc. Theo tính toán của Bộ Tài chính, điều này sẽ mang lại cho ngân khố 3,6 nghìn tỷ rúp trong năm tới và 14,7 nghìn tỷ rúp trong 3 năm tới gần như toàn bộ số tiền bổ sung sẽ được sử dụng cho ngân sách quân sự, dự kiến tăng 2,4 nghìn tỷ rúp lên 13,2 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, chi tiêu cho chính sách xã hội sẽ giảm 700 tỷ rúp, còn chi tiêu cho y tế và giáo dục sẽ bị đóng băng. Ông Nadushin kết luận, Thực tế, các quan chức phê duyệt ngân sách liên bang đang trực tiếp nói rằng đừng kỳ vọng thêm hỗ trợ phát triển từ ngân sách ngân sách năm 2025 đồng nghĩa với việc tăng thuế đối với doanh nghiệp và người dân, tăng chi phí trả nợ và tăng chi tiêu cho địa chính trị. Đến với một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự, theo thông báo từ Hải quân Hoa Kỳ, hai khu trục hạm USS Jason Denham DDG 109 và USS Todd DDG 55 thuộc nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Harris S Truman đã tiến vào phía tây biển Barents ngày 21 tháng 10 để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt gần khu vực Bắc Cực của Nga. Đây là lần đầu tiên các khu trục hạm Mỹ xuất hiện trong vùng biển này sau 4 năm. Phó đô đốc Son Bailey, tư lệnh nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm nhấn mạnh, khả năng thực hiện các chiến dịch kéo dài trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực là vô cùng quan trọng để duy trì sự hiện diện toàn cầu mở rộng của chúng tôi. Theo ông, việc điều động hai khu trục hạm tới biển Barents sẽ giúp hải quân Hoa Kỳ thích nghi tốt hơn với môi trường bắc cực khắc nghiệt, đồng thời khẳng định cam kết của Washington trong việc duy trì một khu vực bắc cực tự do và rộng mở. Hai khu trục hạm này là những tàu chiến đa năng có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không, chống tàu ngầm và tấn công các mục tiêu trên biển lẫn trên bờ. Các tàu được trang bị hàng chục khỏa tiễn tâm xa và ngư lôi. Trước đó, vào năm 2020, ba khu trục hạm Hoa Kỳ cũng đã từng thực hiện các chiến dịch tại biển Barents cùng với một tàu chiến Anh. Khi đó, Washington đã thông báo cho Bộ Quốc phòng Nga về chuyến thăm này để tránh hiểu lầm. Trong một diễn biến liên quan, Canada và các quốc gia Bắc Âu đang nỗ lực thành lập liên minh phòng thủ nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie nhận định, trong thời gian dài, Canada nghĩ rằng chúng tôi được bảo vệ bởi địa lý, nhưng giờ đây, chúng tôi phải đối mặt với thực tế rằng mình là quốc gia đối diện trực tiếp với Nga và do biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều nước quan tâm đến Bắc Cực, bao gồm cả Trung Quốc. Sau khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, Canada đã cam kết tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Cuối tháng 9, Ngoại trưởng Jolie đã họp với các đồng cấp từ Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển để thảo luận về khả năng thiết lập đối thoại an ninh Bắc Cực hoặc một diễn đàn mới về các vấn đề quốc phòng. NATO cũng đã công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới vệ tinh quân sự để đảm bảo thông tin liên lạc tại khu vực này, trong khuôn khổ chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, 13 quốc gia đã đồng ý thực hiện sáng kiến Northlink nhằm thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vũ trụ cho Bắc Cực bằng cách sử dụng các vệ tinh thương mại hiện có. Thưa quý vị, trong bối cảnh quốc gia xâm lược đang ngập lặng trong cơn sóng thần trừng phạt của phương Tây, theo báo cáo mới nhất của cơ quan thống kê Liên bang Nga Rostat, các nhà máy luyện kim của Nga đang phải đối mặt với tình trạng cắt giảm sản xuất nghiêm trọng do bị cô lập khỏi thị trường quốc tế bởi các lệnh trừng phạt và xuất khẩu sụt giảm mạnh. Số liệu cho thấy trong tháng 9, sản lượng cán thép của Nga giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản lượng gan thép giảm 9,8%. Rostat cũng ghi nhận sự sụt giảm 9,5% trong sản xuất ống thép và 15,8% đối với thép không hợp kim. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng cán thép của Nga đạt 45,3 triệu tấn, giảm 5,3 triệu tấn, tương đương 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gan trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 5,8%, xuống còn 38,4 triệu tấn. Sản lượng ống thép giảm 5,2%, còn 9,6 triệu tấn. Ông Maxim Kudalov, chiến lược gia trưởng của công ty đầu tư Vector Capital, nhận định Rõ ràng đây là xu hướng không lành mạnh, phản ánh cả sự suy giảm của thị trường toàn cầu lẫn sự chứng lại của nhu cầu nội địa. Theo ông, việc chấm dứt chương trình cho vay mua nhà ưu đãi đã khiến nhu cầu từ các công ty xây dựng sụt giảm mạnh. Theo số liệu từ đường sắt Nga RZD, khối lượng kim loại xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm đã giảm 14,7% xuống còn 16,1 triệu tấn. Tập đoàn TMK, nhà sản xuất ống thép lớn nhất Nga, chịu thiệt hại nặng nề nhất khi xuất khẩu của nhà máy ống thép Volsky giảm 50% và nhà máy ống thép Chelyabinsk giảm 60%. Tập đoàn Severstal của tỷ phú Alexei Mordashov ghi nhận mức sụt giảm xuất khẩu 23%. Các nhà máy của Ebrard giảm 14 đến 21%. Nhà máy luyện kim Magnitogorsk MMK giảm 12%. Nhà máy luyện kim Novolipetsk NLMK có mức sụt giảm thấp hơn khoảng 4%. Bộ Phát triển Kinh tế Nga trước đó dự báo sản lượng thép sẽ tăng 0,4%, gan và cán thép tăng 0,2% trong năm nay. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Alexei Kalachev của Phi Nam, trong tình hình hiện tại, khó có khả năng các nhà máy luyện kim có thể bù đắp được sự sụt giảm trong 3 tháng còn lại của năm. Ông cũng cho biết thêm, tình hình ngành luyện kim Nga càng trở nên tồi tệ hơn do Trung Quốc đang cung cấp thép giá rẻ trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin từ chiến trường Chechnya, một nhóm không xác định đã tấn công đoàn xe của vệ binh quốc gia Nga Rosvadia tại ngoại ô thành phố Grozny, Chechnya. Vụ việc diễn ra vào khoảng giữa trưa tại làng Petro Pavlovskaya thuộc quận Rosny, nơi có một trong những lực lượng quân sự quan trọng của Nga đang hoạt động. Kênh Telegram Baza cho biết nhóm tấn công đã nã đạn vào xe của lực lượng Rosvadia trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong vụ tấn công này, một binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác bị thương. Binh sĩ bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị, trong khi các cơ quan chức năng Nga đang tiến hành truy bắt những kẻ tấn công. Đây không chỉ là một vụ đơn lẻ mà còn thể hiện tình hình an ninh bất ổn tại Chechnya, vùng lãnh thổ có lịch sử xung đột lâu dài với chính quyền Trung ương Nga. Chechnya đã trải qua hai cuộc chiến tranh lớn với Nga vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000, dẫn đến sự thiết lập quyền lực của Ramzan Kadyrov, người được Kremlin ủng hộ. Tuy nhiên, bất chấp sự ổn định bề ngoài, khu vực này vẫn tồn tại nhiều vấn đề tiềm ẩn trong đó có sự bất mãn của người dân với chính quyền trung ương. Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh không phải là điều hiếm thấy. Vào tháng 6 năm 2023, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại Grozny, khiến một binh sĩ thương vong. Ngoài ra, tình hình an ninh tại Chechnya còn bị ảnh hưởng bởi những cuộc giao tranh liên tục tại Ukraine. Nhiều tay súng Chechen đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến, dẫn đến sự chia rẽ trong cộng đồng dân cư nhiều người dân chechnya phản đối việc tham gia vào cuộc chiến tại ukraine trong khi một số khác lại tích cực ủng hộ chính quyền địa phương và kremlin vụ tấn công này không chỉ gây ra lo ngại về an ninh mà còn phản ánh sự bất ổn tiêm ẩn trong khu vực các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của nga có thể làm suy yếu lòng tin của người dân vào khả năng bảo vệ an ninh của chính phủ với tình hình chính trị phức tạp và những cuộc chiến chưa có hồi kết tương lai của chechnya vẫn còn nhiều bất định một đoạn video ấn tượng vừa được Cục Báo chí Tiểu đoàn Tấn công độc lập 425 Scala công bố cho thấy cảnh một binh sĩ Ukraine đơn độc đẩy lùi thành công cuộc tấn công của một nhóm quân Nga tại hướng Pokrovsk. Đoạn video sau đó đã được kênh Telegram Ukraine 365 đăng tải và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, một nhóm tấn công của quân đội Nga đang cố gắng chiếm giữ một tòa nhà binh sĩ thuộc tiểu đoàn scala đã thể hiện sự dũng cảm phi thường khi bước ra khỏi tòa nhà kết hợp điêu luyện giữa việc xả kích bằng súng trường tự động và ném lựu đạn để đẩy lui kẻ thù trong giai đoạn đầu của cuộc đọ súng binh sĩ ukraine đã bắn trúng một lính nga buộc tên này phải bò lùi để thoát thân không dừng lại ở đó anh tiếp tục tiến lên phía trước và tiêu diệt thêm một tên địch khác Đồng thời với cuộc đọ súng mặt đất, máy bay không người lái FPV của tiểu đoàn đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ từ trên không, tấn công thành công một nhóm hai lính Nga khác đang cố gắng tiếp cận tòa nhà. Trong diễn biến tiếp theo, binh sĩ Scala đã thể hiện kỹ năng chiến đấu xuất sắc khi ném hai quả lựu đạn từ mái nhà phụ. Một trong số đó đã trúng tên lính Nga bị thương trước đó và đồng đội của hắn. Nơi nào có Scala, nơi đó quân Nga không có cơ hội. Đại diện tiểu đoàn tự hào khẳng định sau chiến công này. Tiểu đoàn tấn công độc lập Skala hiện đang tham gia tích cực vào các trận chiến ác liệt ở hướng Pokrovsk, một trong những điểm nóng trên chiến trường miền đông Ukraine. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích, các binh sĩ Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn là rút khỏi Selidovo, tỉnh Donetsk, để về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn trong thời gian tới. Trong một thông báo mới nhất, Mỹ và Qatar tuyên bố đã nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, tìm hướng tiếp cận mới sau khi thủ lĩnh Hamas bị hạ sát. Chúng tôi đã thảo luận về những lựa chọn để tận dụng thời điểm này, cùng những bước cần thực hiện để thúc đẩy tiến trình. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Antani hôm nay. Theo ông Blinken, Mỹ và Qatar đang tìm kiếm kế hoạch để Israel rút quân, Hamas không thể hồi phục và người dân Palestine có thể tái thiết cuộc sống, xây dựng tương lai. Đây là thời điểm để chấm dứt cuộc chiến, đảm bảo mọi con tin trở về nhà và mang đến tương lai tốt hơn cho người dân Gaza. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Thủ tướng Qatar Anthony nói phái đoàn Israel và Mỹ sẽ gặp nhau tại Doha để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Ông Blinken từ chối nêu thông tin về sự kiện này. Qatar là điểm dừng chân thứ ba sau Israel và Ả Rập Saudi, trong chuyến công du lần thứ 11 của ông Blinken đến Trung Đông từ khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi quân đội Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 5 đưa ra đề xuất ngừng bắn gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu dài 6 tuần, Israel đã rút quân khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, thả hàng trăm tù nhân Palestine. Đổi lại, Hamas thả một số con tin mà nhóm bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và trao trả thi thể con tin đã chết. Giai đoạn 2 chưa xác định độ dài, trong đó Israel và Hamas sẽ đàm phán các điều khoản về chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch. Lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi quá trình đối thoại kết thúc. Giai đoạn cuối tập trung vào kế hoạch tái thiết quy mô lớn cho giải Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian về đề xuất này đã sụp đổ. Ông Blinken cho rằng Yahya Sinva là trở ngại chính và cái chết của thủ lĩnh Hamas đang mở ra cơ hội mới. Thủ tướng Qatar cho biết, chưa rõ con đường phía trước của Hamas sẽ thế nào. Thêm rằng, các nhà đàm phán nước này đã liên lạc với đại diện của Hamas thông qua văn phòng chính trị của nhóm ở Doha. Ai Cập cũng đang thảo luận với nhóm vũ trang. Lực lượng an ninh Israel vừa bắt giữ một nghi phạm khủng bố tại khu vực Jaffa vào thứ Tư, gần một tháng sau vụ tấn công đẫm máu tại đây khiến 7 người thiệt mạng. Nghi phạm là một người Palestine cư trú bất hợp pháp tại Israel, bị bắt sau khi cơ quan an ninh nội địa Sinbad phát hiện âm mưu tấn công khủng bố mới. Theo đó, cảnh sát đã hành động kịp thời khi nhận được tin báo tình báo khẩn cấp. Lực lượng đặc nhiệm Yamam phối hợp với Sinbad đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tại Jaffa, nghi phạm đã bị bắt và chuyển giao cho Sinbad để thẩm vấn. Lực lượng an ninh Israel đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trong bối cảnh lễ hội Simchat Torah đang diễn ra, làm gia tăng lo ngại về các mối đe dọa khủng bố. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, hai người Palestine từ Hebron đã thực hiện một cuộc tấn công bằng súng trên đại lộ Jerusalem tại Jaffa. Hai kẻ tấn công đã xả súng vào một nhóm người dân đang di chuyển trên tuyến đường sắt nhẹ, khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương những kẻ khủng bố sau đó đã bị các đơn vị an ninh địa phương tiêu diệt tại hiện trường. Vụ tấn công ban đầu được cho là hành động phạm tội nhưng đã nhanh chóng được xác nhận là một cuộc tấn công khủng bố. Khi các nhân chứng nghe thấy tiếng hét Allahu Akbar từ những kẻ tấn công. Vụ bắt giữ nghi phạm mới nhất tại Jaffa là một nỗ lực trong chuỗi các biện pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố tương tự trong tương lai. Lực lượng an ninh Israel vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm chi tiết và các mối liên quan của nghi phạm với các tổ chức khủng bố khác. Với tình hình hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang cảnh giác cao độ nhằm bảo vệ an ninh cho người dân Israel trong những dịp lễ quan trọng. Việc bắt giữ nghi phạm này không chỉ là một thành công trong công tác an ninh của Israel mà còn là lời cảnh báo về những nguy cơ khủng bố tiềm ẩn tại khu vực, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm như lễ Simchat Torah. Tờ New York Times vừa đăng tải một bài phân tích sắc bén về phán cách trả lời né tránh của Phó Tổng thống Kamala Harris trong buổi tọa đàm với cử tri do đài CNN tổ chức vào tối thứ Tư 23 tháng 10. Theo hai phóng viên chính trị kỳ cựu Red J. Epstein và Lisa Lira, dù cử tri Mỹ đã đặt ra những câu hỏi trực tiếp, nhưng ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ lại liên tục trả lời vòng vo, thiếu trọng tâm, Điều này được minh họa rõ nét qua các bà phản ứng với một câu hỏi từ cử tri độc lập người Do Thái về giải pháp chống chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học. Thay vì đi thẳng vào vấn đề, trong suốt hơn 5 phút, bà Harris chỉ đề cập sơ qua về tội ác thù hận, sau đó đột ngột chuyển hướng sang chỉ trích cựu Tổng thống Trump. Bà đề cập đến những phát ngôn được cho là của ông Trump về Hitler, phê phán mối quan hệ của ông với chủ tịch triều tiên kim jong un và tổng thống nga vladimir putin đồng thời chỉ trích cách ông xử lý đại dịch virus corona các tác giả của new york times nhận định khoảnh khắc này là một ví dụ điển hình cho xu hướng của bà harris trong suốt buổi tọa đàm biến những câu hỏi ngắn gọn sắc sảo và sâu sắc thành những câu trả lời dài dòng quanh co theo ý muốn của riêng mình tuy nhiên hai phóng viên cũng cho rằng Bà Harris có thể thể hiện tốt hơn trong môi trường tranh biện trực tiếp. Điều này đã được chứng minh qua màn đối đầu ấn tượng của bà với ông Trump trong cuộc tranh biện đầu tiên vào tháng 9, sau khi Tổng thống Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào tháng 6 để nhường đường cho bà. Hóa ra, việc tấn công ông Trump hiệu yes, quả yes, hơn khi ông ấy đứng ngay tại đó. đó. Hai phóng viên nhận xét. Màn trình diễn mạnh mẽ của bà Harris trong cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên và duy nhất đã chứng minh khả năng của bà trong việc dẫn dụ ông Trump mắc sai lầm. Tuy nhiên, khi không có ông ấy đối diện, các đoàn tấn công của bà nhằm vào ông ấy lại giống như một cách né tránh các câu hỏi về kế hoạch của chính mình hơn là trả lời dứt khoát về những gì bà sẽ làm với tư cách là tổng thống đáng chú ý cựu tổng thống trump đã tuyên bố không tham gia bất kỳ cuộc tranh biện nào tiếp theo theo new york times dù quyết định này có thể không phải là điều tốt nhất đối với những cử tri muốn đánh giá các ứng cử viên nhưng màn trình diễn của bà harris vào tối thứ tư cho thấy lý do tại sao điều đó có thể có lợi cho ông trump bài phân tích của new york times cũng đồng quan điểm với nhận xét của ông david asenrod cựu cố vấn của tổng thống Barack Obama, người từng chỉ trích bà Harris về khuynh hướng nói năng lộn xộn khi phải đối mặt với những câu hỏi trực tiếp từ cử tri. Cựu tổng thống Donald Trump đã tới Las Vegas vào tối thứ năm để tham dự cuộc vận động do tổ chức Turning Point Action tổ chức. Tại đây, ông tuyên bố chiến dịch của Phó tổng thống Kamala Harris đang sụp đổ trong bài phát biểu tập trung vào kế hoạch cắt giảm thuế. Harris thực sự đang sụp đổ, các bạn có thể thấy rõ điều đó. Tôi không nên nói điều này, nhưng chúng ta đang dẫn trước quá xa. Ông Trump phát biểu giữa tiếng hoàng hồ của đám đông. Chúng ta đang dẫn đầu tại Nevada, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, thậm chí cả những bang vốn chưa từng cạnh tranh trong 50, 60, 70 năm qua. Sự thật là các bang khác, những bang lớn đều đang trong tầm với và họ ủng hộ chúng ta. Nhưng các bạn biết không, họ nghĩ Harris hoàn toàn bất tài hãy thừa nhận đi, bà ấy không làm tốt. Ông Trump nói tiếp. Tại sự kiện diễn ra ở Đại học Nevada, Las Vegas, Trump được các nhân vật như Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, Vivek Ramaswamy và cựu dân biểu Hawaii Thuysin Gabbard cùng tham gia. Trump cho biết có 29.000 người trong sân vận động và 29.000 người khác bên ngoài đủ lấp đầy hai lần không gian này. Nevada là một bang chiến trường quan trọng nơi trump lần đầu công bố kế hoạch xóa bỏ thuế tiền tiếp trong bài phát biểu tối thứ năm ông tiếp tục tập trung vào việc cắt giảm thuế chỉ trích chính quyền biden harris về lạm phát tăng vọt đồng thời phê phán harris vì cũng tuyên bố sẽ xóa bỏ thuế tiền thiếp sau thông báo của trump hồi tháng 6 tôi đã nói không đánh thuế tiền thiếp các bạn nhớ không một tháng sau Bà ấy tuyên bố chúng tôi sẽ không đánh thuế tiền thiếp. Bà ấy chưa từng nói vậy và bà ấy cũng không bao giờ nhắc lại. Các bạn sẽ không nhận được điều đó, ông nói. Trump hứa hẹn nếu thắng cử vào tháng tới, ông sẽ xóa bỏ thuế tiền thiếp, thuế làm thêm giờ và thuế trợ cấp an sinh xã hội. Trong cuộc vận động, ông đã thăm dò ý kiến người ủng hộ về ba kế hoạch cắt giảm thuế này. Trong đó, đề xuất không đánh thuế trợ cấp an sinh xã hội, nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ người cao tuổi. Về chính sách đối ngoại, Trump cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga Ukraine nếu đắc cử. Thật đáng buồn, Putin sẽ không có cơ hội nào tấn công Ukraine nếu tôi là tổng thống. Thật đáng tiếc khi có quá nhiều cái chết. Trump nói về cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 ông tuyên bố sẽ gọi điện cho cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky vào tối ngày 5 tháng 11 nếu thắng cử. Tôi sẽ nói chúng ta phải dừng lại và tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó với tư cách Tổng thống đắc cử. Điều này sẽ cho tôi đủ uy tín. Tôi không cần phải đợi đến ngày 20 tháng 1. Trump nói thêm rằng cuộc chiến ở Israel cũng sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị. Tạm rời xa chiến sự Nga-Ukraine để đến với mặt trận Đông Âu. Theo các báo cáo mới nhất của New York Times, dẫn lời bốn quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị các kịch bản đáp trả trước khả năng Israel tấn công. Trong số các quan chức được trích dẫn, có hai người thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các nguồn tin cho biết phản ứng của Iran sẽ tùy thuộc vào quy mô tấn công của Israel. Tehran có thể sẽ không đáp trả nếu Israel chỉ giới hạn các cuộc tấn công vào kho vũ khí và căn cứ quân sự. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công gây thương vong lớn và thiệt hại nặng nề, hoặc Israel nhắm vào cơ sở hạt nhân, dầu mỏ, năng lượng hay tiến hành các vụ ám sát có mục tiêu, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trong trường hợp đó, kịch bản đáp trả của Iran có thể bao gồm việc phóng lên tới 1.000 hỏa tiễn đạn đạo, tiếp tục các cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm, và can thiệp vào nguồn cung năng lượng cũng như hoạt động vận tải ở vùng Vịnh Ba Tư. Trong diễn biến liên quan, tướng Hossein Salami, tư lệnh IRGC, đã đưa ra lời đe dọa mới đối với Israel, cảnh báo không nên trông chờ vào hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo tầm cao, Thaad, để bảo vệ. Đừng trông chờ vào Thaad, mỗi khi các người bắn một đạn, chúng tôi sẽ bắn nhiều hơn, ông Salami tuyên bố, theo báo cáo của trang tin Saudi Al-Hadad tướng Salami cho rằng cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10 là bằng chứng cho thấy hệ thống thả không có khả năng bảo vệ Israel. Mặc dù thực tế hệ thống này chưa được triển khai tại Israel vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công. Trước đó, quân đội Mỹ đã gấp rút triển khai hệ thống chống hỏa tiễn tiên tiến thả tới Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận hệ thống này đã được đặt vào vị trí vào hôm thứ Hai. Tuy nhiên, Ông từ chối tiết lộ liệu hệ thống đã hoạt động hay chưa, chỉ cho biết chúng tôi có khả năng đưa nó vào hoạt động rất nhanh chóng. Israel đã tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Iran, trong đó Cộng hòa Hồi giáo đã phóng khoảng 180 hỏa tiễn đạn đạo vào Israel. IRGC cho biết đây là phản ứng đối với việc Israel sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Iran cũng đã phóng khoảng 300 vũ khí bay vào Israel. Tiếp tục bản tin là một xu hướng thú vị. Theo đó, kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của điện Kremlin tại không gian hậu Xô Viết đang tiếp tục vấp phải sự phản đối từ các quốc gia Trung Á. Sau khi Kazakhstan tuyên bố không tham gia BRICS và Armenia đình chỉ tham gia khối quân sự CSTO, Uzbekistan vừa chính thức từ chối gia nhập liên minh kinh tế Á Âu EAEU. Ông Akman Saidov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Uzbekistan, cho biết Tashkent không có kế hoạch gia nhập EAEU, một liên minh kinh tế bao gồm Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Theo ông, Ủy ban nghị viện đã nghiên cứu khoảng 1.000 văn bản nền tảng của EAEU nhưng không tìm thấy lợi ích cho Uzbekistan. Trước đó vào tháng 8, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã tới Tashkent để thuyết phục các quan chức Uzbekistan gia nhập EAEU, tổ chức mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là trung tâm mới của thế giới đa cực trong cuộc gặp với Thủ tướng Uzbekistan Abdullah Aripov, ông Mishutin đã hứa hẹn những lợi thế cho doanh nghiệp, thị trường mới và cạnh tranh công bằng. Nhà phân tích chính trị Alise Yukamov nhận định rằng mặc dù phụ thuộc nhiều vào Nga về kinh tế, nhưng do cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt, EAEU đã trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều. Ông giải thích, nếu trước đây Nga là hành lang logistics tốt nhất để thương mại với EU – thì giờ đây Tashkent đang tìm kiếm các cơ hội khác. Trong khi đó, Kazakhstan cũng đã bày tỏ lập trường cứng rắn về việc không giúp Nga lách lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Roman Vasilenko khẳng định, Kazakhstan không áp đặt lệnh trừng phạt với Nga và không tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn lãnh thổ của mình bị sử dụng để lách lệnh trừng phạt. Phó Thủ tướng Kazakhstan Serik Zumangarin giải thích rằng Astana tuân thủ các lệnh trừng phạt vì điều này có lợi về mặt kinh tế. Ông nói, chúng tôi có nền kinh tế nhỏ, không thể chịu đựng được các áp lực từ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Kazakhstan sẽ không mù quáng tuân theo các lệnh trừng phạt nếu chúng ảnh hưởng đến lợi ích của các công ty Kazakhstan. Kazakhstan đã trở thành trung tâm nhập khẩu hàng hóa lớn vào Nga sau khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường Nga. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm ngoái, chính quyền Kazakhstan đã thắt chặt kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới EAEU và vào tháng 10 đã cấm xuất khẩu 106 mặt hàng bị trừng phạt sang Nga. Theo thông tin từ Đài phát thanh quân đội Israel được công bố vào sáng thứ Sáu, nhiều thanh niên đã bị lực lượng an ninh bắt giữ sau khi họ cố tình xâm nhập trái phép vào khu vực biên giới giữa Israel và giải Gaza. Sự việc được phát hiện sau khi những đoạn video ghi lại hành động này lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội từ tối thứ năm. Trước những lo ngại về tính nghiêm trọng của vụ việc, quân đội phòng vệ Israel IDF đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố khẳng định không có dân thường nào thực sự vượt được vào trong lãnh thổ Gaza. Tuy nhiên, qua đêm, nhiều đoạn video về việc những người này đột nhập vào khu vực biên giới đã được chia sẻ và thu hút sự chú ý đáng kể của cộng đồng mạng. Trong các đoạn video được công bố, những người tham gia đều mặc áo màu cam sáng với dòng chữ trở lại gaza và đưa ra những tuyên bố mang tính cực đoan tái định cư gaza là điều hoàn toàn có thể thực tế và cần thiết một người đàn ông trong nhóm khẳng định một người khác thậm chí còn tuyên bố gaza phải được lấy lại từ người gaza đây là điều đúng đắn về mặt an ninh chiến lược và đảm bảo sự tồn tại của nhà nước israel ngay khi phát hiện vụ việc IDF đã điều động lực lượng quân sự đến hiện trường để sơ tán và bắt giữ nhóm người này. Hành động của họ được xem là vi phạm nghiêm trọng các quy định an ninh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hamas tại giải Gaza. Vụ việc này cũng làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của các phần tử cực hữu trong xã hội Israel, những người ủng hộ việc tái chiếm đóng và định cư tại Gaza. Điều này có thể gây thêm căng thẳng cho tình hình vốn đã phức tạp trong khu vực và tạo thêm thách thức cho chính quyền Israel trong việc duy trì ổn định và an ninh tại vùng biên giới nhạy cảm này. Trước tình hình này, các chuyên gia an ninh cho rằng Israel cần tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm tương tự để ngăn chặn các sự cố có thể gây bất ổn cho khu vực quân đội phòng vệ Israel hôm thứ Năm đã công bố thêm nhiều tài liệu quan trọng và trần mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức khủng bố Hamas và kênh truyền thông Al Jazeera thuộc sở hữu của nhà nước Qatar. Động thái này diễn ra sau khi IDF phát hiện 6 phóng viên của hãng tin này có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Theo thông báo của IDF, sự hợp tác giữa hai bên có phạm vi rộng lớn và mang tính hệ thống. Hamas đã áp đặt nhiều hạn chế đối với hoạt động báo chí của Al Jazeera, bao gồm việc cấm kênh truyền thông này đưa ra bất kỳ chỉ trích nào về tổ chức khủng bố. Đáng chú ý, Hamas còn yêu cầu Al Jazeera che giấu các vụ phóng hỏa tiễn thất bại và thậm chí thiết lập đường dây liên lạc bảo mật đặc biệt giữa hai bên. Trong số các tài liệu được IDF thu giữ, một văn bản từ năm 2022 đã mô tả chi tiết cách Hamas kiểm soát việc đưa tin của Al Jazeera về vụ phóng hỏa tiễn thất bại của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, PIJ, tại Jabalya, khiến nhiều người dân thiệt mạng. Các chỉ thị cụ thể bao gồm không được sử dụng từ thảm sát để mô tả sự kiện, hạn chế tối đa việc hiển thị hình ảnh từ vụ việc và nghiêm cấm các thành viên tham gia thảo luận đưa ra bất kỳ chỉ trích nào về Hamas. Một tài liệu khác cũng từ năm 2022 tiết lộ các chỉ thị chi tiết mà Hamas đưa ra cho phóng viên Tamer al về cách đưa tin về PIJ trong chiến dịch Breaking Dawn trong chương trình More Hidden Than Revealed. Hamas yêu cầu phóng viên này phải ủng hộ lực lượng kháng chiến ở Gaza và tuyệt đối không được chỉ trích năng lực phóng hỏa tiễn của PIJ, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều vụ phóng thất bại. Đặc biệt nghiêm trọng là tài liệu năm 2023 cho thấy Hamas đã thiết lập một kênh liên lạc bảo mật được gọi là điện thoại Al Jazeera. Đường dây này cho phép tổ chức khủng bố liên lạc với kênh truyền thông một cách kín đáo và trong các tình huống khẩn cấp qua đó tạo điều kiện cho việc phối hợp hoạt động giữa hai bên. IDF nhấn mạnh rằng những tài liệu này là bằng chứng rõ ràng về việc Hamas đã và đang điều khiển chi phối hoạt động đưa tin của Al Jazeera nhằm phục vụ lợi ích của tổ chức khủng bố này. Thông qua việc kiểm soát truyền thông, Hamas đã ngăn cản công chúng ở Gaza và trên toàn thế giới biết được sự thật về các tội ác mà họ gây ra đối với thường dân Palestine. Việc phát hiện này càng làm dấy lên lo ngại về tính độc lập và khách quan trong hoạt động báo chí của anh Jazeera, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của Qatar, quốc gia sở hữu kênh truyền thông này, trong mối quan hệ với Hamas. Thưa quý vị, thành viên cấp cao của Hamas cho biết nhóm sẵn sàng chấm dứt xung đột ở giải Gaza nếu Israel cam kết thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn. Hamas sẵn sàng ngừng giao tranh, nhưng Israel phải cam kết ngừng bắn, rút khỏi giải Gaza, cho phép người dân sơ tán trở về nhà, nghiêm túc đồng ý thỏa thuận trao đổi tù nhân và mở cửa cho viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Quan chức cấp cao của Hamas nói ngày 24 tháng 10. Người này cho biết phái đoàn Hamas cùng ngày đã thảo luận với quan chức Ai Cập về các ý tưởng và đề xuất liên quan tới lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Những cuộc thảo luận là một phần nỗ lực của Ai Cập nhằm nối lại đàm phán chấm dứt giao tranh ở giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24 tháng 10 hoan nghênh nỗ lực của Ai Cập nhằm xây dựng thỏa thuận giải cứu các con tin ở giải Gaza. Tiếp nối các cuộc thảo luận ở Cairo, ông Netanyahu đã chỉ đạo giám đốc cơ quan tình báo Mossad ở Doha và thúc đẩy loạt sáng kiến liên quan tới chương trình nghị sự với sự đồng thuận của các thành viên nội các, tuyên bố từ văn phòng thủ tướng Israel có đoạn. Giám đốc Mossad David Barnett dự kiến tới Qatar ngày 27 tháng 10 để tái khởi động đàm phán về thỏa thuận thả con tin ở Gaza. Trong 251 con tin bị bắt sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10 năm 2023, gần 100 người vẫn bị giữ ở giải Gaza, nhiều người được cho là đã chết. Ai Cập, Qatar và Mỹ đóng vai trò trung gian giữa Israel và Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn sau khi xung đột ở giải Gaza bùng phát. Israel và Hamas chưa đạt thêm thỏa thuận nào sau lệnh ngừng bắn ngắn hồi tháng 11 năm 2023, dù các bên trung gian nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Mỹ và Qatar ngày 24 tháng 10 thông báo nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn, tìm hướng tiếp cận mới sau khi thủ lĩnh Hamas bị sát hại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, đây là thời khắc để chấm dứt cuộc chiến, đảm bảo mọi con tin trở về nhà và mang đến tương lai tốt hơn cho người dân Gaza. Thưa quý vị, trong một thông báo gần đây, Israel đã xác nhận việc tiêu diệt Mohammad Abu ETW, một chỉ huy của Hamas, người đã làm việc tại cơ quan liên hợp quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine Anwar. Vụ tiêu diệt này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hamas, đặc biệt sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel vào tháng 10 năm 2023. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo rằng ETW đã bị tiêu diệt trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Israel Shinbet vào ngày 23 tháng 10. Theo IDF, ETW đã làm việc cho UNRWA từ tháng 7 năm 2022 và có liên quan đến các hoạt động tấn công của Hamas. Enra cũng xác nhận cái chết của ETW, nhưng không đề cập đến các cáo buộc rằng ông là chỉ huy của Hamas. Cơ quan này cho biết ông nằm trong danh sách 100 nhân viên bị Israel nghi ngờ là thành viên của các nhóm vũ trang ở giải Gaza. Ủy viên Enra đã hồi đáp ngay lập tức, nhấn mạnh sẽ xem xét nghiêm túc các cáo buộc. Ông kêu gọi Israel hợp tác bằng cách cung cấp thêm thông tin, nhưng chúng tôi chưa nhận phản hồi nào. Juliette Tuma, quan chức phụ trách truyền thông của Enra cho hay. Quan hệ giữa Andra và Israel vốn đã căng thẳng trong nhiều năm qua và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Israel đã nhiều lần cáo buộc Andra không chỉ hỗ trợ nhân đạo mà còn thúc đẩy các hoạt động chống Israel. Bên cạnh đó, giới chức Israel đã kêu gọi giải tán Andra, cho rằng tổ chức này không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Tháng 8 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã công bố việc xác định chính nhân viên của UNRWA có thể liên quan đến vụ tấn công của Hamas và đã sa thải họ. Điều này phản ánh một sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các tổ chức quốc tế và Israel trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang. Tình hình ở giải Gaza ngày càng trở nên phức tạp với nhiều nhân tố tác động. Bên cạnh những hoạt động quân sự, vấn đề nhân đạo cũng trở thành một chủ đề nóng UNRWA đã được thành lập vào năm 1949 để hỗ trợ cho hàng triệu người Palestine và hiện có khoảng 30.000 nhân viên. Cơ quan này cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế và viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza, Bờ Tây, Jordan, Liban và Syria. Trong bối cảnh hiện tại, xung đột không chỉ ảnh hưởng đến chính trị và quân sự mà còn đe dọa an ninh nhân đạo của hàng triệu người sự thất vọng của người dân palestine đối với tình hình hiện tại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai israel cần phải cân nhắc các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ an ninh của mình nhưng cũng không thể quên rằng vấn đề nhân đạo đang ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết cuộc chiến giữa israel và hamas vẫn chưa có hồi kết và tình hình chỉ có thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc Tuy nhiên, với những cáo buộc liên quan đến UNRWA và những hành động quân sự của Israel, viễn cảnh này có vẻ xa vời. Kênh tin tức al Mayadin của Liban đưa tin nhiều nhà báo trong một nhóm phóng viên đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào khu vực Hasbaya diễn ra vào những giờ đầu ngày thứ Sáu. Thảm kịch này xảy ra trong bối cảnh Israel đang mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liban. Theo hình ảnh từ hãng thông tấn Reuters, Israel đã tiến hành không kích dữ dội vào các vùng ngoại ô Beirut vào đêm muộn thứ Năm. Kênh truyền hình al mana thuộc sở hữu của Hezbollah xác nhận các cuộc không kích này nhằm vào khu ngoại ô phía nam Joaifet en Amrusie. Đáng chú ý, khoảng 2 giờ trước khi các cuộc không kích diễn ra, người phát ngôn tiếng Ả Rập của Quân đội Phòng vệ Israel, IDF, đã đưa ra cảnh báo yêu cầu cư dân ở Joaifet en Amrusie và Hared Hdx, phía nam Beirut sơ tán khẩn cấp. Trên mạng xã hội X, Andre viết Các bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích của Hezbollah, nơi IDF sẽ tấn công trong tương lai gần. Ông khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách an toàn ít nhất 500m và đính kèm bản đồ đánh dấu đỏ các vị trí dự bị tấn công. Trong suốt tuần qua, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Beirut. Vào sáng thứ Năm, IDF thông báo đã tấn công nhiều cơ sở lưu trữ và sản xuất vũ khí của Hezbollah gần khu ngoại odahie của beirut theo idf các mục tiêu này được xây dựng dưới và bên trong các tòa nhà dân cư phản ánh chiến thuật của hezbollah trong việc lợi dụng có hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự từ đó đe dọa an toàn của người dân trong khu vực idf cũng nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường trước các cuộc không kích các biện pháp này bao gồm việc cảnh báo trước cho người dân sơ tán chọn thời điểm tấn công phù hợp và sử dụng vũ khí chính xác để hạn chế tác động tới khu vực dân cư. Tình hình leo thang này càng làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng xung đột trong khu vực, đặc biệt khi các cuộc tấn công ngày càng tiến gần đến thủ đô Beirut của Liban. Cái chết của các nhà báo trong vụ đột kích mới nhất cũng làm dấy lên những quan ngại về sự an toàn của các phóng viên đang tác nghiệp tại các khu vực xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các nhà báo theo luật pháp quốc tế. cuộc không kích mạnh mẽ của quân đội phòng vệ israel gần đây đã loại bỏ abbas adnan moslem một chỉ huy cấp cao của lực lượng đặc nhiệm radwan thuộc hezbollah trong một đợt tấn công tại khu vực aitaron nam liban moslem là nhân vật chủ chốt trong các hoạt động khủng bố chống lại miền bắc israel và với việc tiêu diệt được ông israel kỳ vọng có thể hạn chế các cuộc tấn công từ phía hezbollah IDF cho biết, ngoài Moslem, họ đã loại bỏ hàng chục tay súng Hezbollah và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng cùng công trình quân sự của nhóm vũ trang này. Đợt tấn công này là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ Liban vào lãnh thổ Israel, đặc biệt khi Hezbollah đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào biên giới Israel. Hezbollah đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng rocket và súng cối vào miền Bắc Israel để căng thẳng lên đỉnh điểm. Israel đã đáp trả bằng một chuỗi không kích vào hơn 200 mục tiêu Hezbollah trong khu vực Nam Liban. Các cuộc không kích nhắm vào bệ phóng hỏa tiễn, căn cứ và kho vũ khí nhằm giảm thiểu sức mạnh tấn công của Hezbollah. Các cuộc đột kích của IDF vào các mục tiêu của Hezbollah không chỉ nhằm mục đích quân sự mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Với việc Iran công khai ủng hộ Hezbollah và Hamas, Israel đứng trước thách thức lớn trong việc bảo vệ biên giới và ngăn chặn sự ảnh hưởng của Tehran tại Liban và giải Gaza. IDF cũng cho biết họ đã phát hiện và phá hủy một bệ phóng hỏa tiễn Kornet của Hezbollah, loại vũ khí chống tăng nguy hiểm đã được sử dụng nhiều lần trong các cuộc xung đột tại khu vực. Đồng thời, ở Gaza, Lữ đoàn 252 và Lữ đoàn 98 của Israel đang triển khai các cuộc đột kích nhằm vào các phần tử Hamas và các cơ sở sản xuất vũ khí của nhóm này các lực lượng Israel đã đánh trúng nhiều mục tiêu của Hamas tại Jabalya phía bắc Gaza đồng thời phá hủy các cơ sở hạ tầng ở trung tâm và phía nam Gaza để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng vào Israel tình hình căng thẳng gia tăng không chỉ làm tổn thương binh sĩ hai bên mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường tại Liban hàng chục ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh những cuộc xung đột bùng phát IDF nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của họ là các phần tử khủng bố và các cơ sở hạ tầng quân sự song trong bối cảnh căng thẳng leo thang các bên đều chịu sức ép từ dư luận quốc tế trong việc giảm thiểu thiệt hại cho người dân vô tội cuộc xung đột đang diễn ra không chỉ phản ánh sự đối đầu trực tiếp giữa israel và các nhóm vũ trang khu vực mà còn cho thấy sự cạnh tranh ảnh hưởng phức tạp giữa israel và iran đặc biệt khi Iran sử dụng Hezbollah và Hamas như công cụ nhằm gây áp lực lên Israel. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sun Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.